dữ lắm phải không con? Mà chuyện của con làm má quan tâm để làm gì? Má còn nghe nói chơi cổ phiếu gì đó mau giàu mà cũng mau nghèo lắm, có phải vậy không con? Má, con nói má đừng có quan tâm tới chuyện của con làm để làm gì. Má cũng đã nghe con đang lâm vào cảnh thiếu thốn khó khăn, và vợ chồng con đang lục đục, có đúng vậy không con? Trời ơi má ơi, con nói nếu má thương con á thì má đừng có hỏi gì hết á. Con nói gì lạ vậy? Thương con cho nên má mới hỏi chứ. Để làm gì? Má có giúp gì được cho con không? Sai cũng nói thương tôi. Mà không ai giúp gì được cho tôi hết, toàn là những lời vô bổ không hả? Con à, con nói rồi, má đừng nói gì nữa hết. Bất hiếu Toàn, anh đã như vậy rồi sao? Anh đã như vậy rồi sao? Tiền bạc và vật chất mà anh cho đó là sự nghiệp và lẽ sống, rồi vội quên đi đạo lý của con người. Tình lại đi anh, đừng để thiên hạ chê cười. Dẫu biết rằng sống ở trên đời, nhất là ở đất nước này, nhiều tranh đoạt hơn thua, nhưng mặc cho ai danh lợi đua chen, ta là người Việt phải sống theo tâm hồn Việt. Đó là những tấm lòng thuần lương dân dân, luôn đặt chữ nghĩa nhân hơn cả. Như ngày nay tao đã chịu bao khổ nhục đắng cay, từ hai bàn tay trắng tao tạo nên sự nghiệp, vì vậy tao phải quyết tâm gìn giữ, dù phải đổi đi mạng sống. Má ơi, con xin má hãy thứ lỗi cho con, má có biết đâu con đã từng bị đời dù bị dâm, đôi khi phải nuốt nước mắt để có được từng đồng từng chục. Ở đây có được tiền không phải dễ dàng đâu Lâm, tao cũng nhắc cho mày nhớ, đây không phải là đất Việt. Người ta chạy đua từng giây từng phút, đến nỗi ăn cơm còn không có thì giờ. Dù cho có được, mất, hơn thua, anh cũng phải cố giữ lòng bình tĩnh. Giờ tao đã điên chớ không còn tin nữa, sự việc đã vậy rồi tao biết tin sao đây. Anh Toàn, mày đừng nói gì nữa. Nếu mày lâm vào hoàn cảnh của tao, mày sẽ làm gì? Lúc bây giờ mày mới hiểu được tao. Má ơi, xin má hãy tha tội bất hiếu cho con nghe má. Má tha tội bất hiếu cho con nghe má. Toàn, má ơi, má tha tội bất hiếu cho con nghe má. Toàn ơi, Lâm à, dù cho thằng Toàn có đối xử tệ bạc với con hơn nữa, nếu con thương gì ba thì bỏ qua và đừng chấp nó nghe con. Dì ba, con hiểu mà. Thank you.
Cô khóc cái gì? Cả sự nghiệp tan nát hết rồi, cô chưa vừa lòng cô sao? Anh khôn quá ha. Khôn mà bây giờ tài sản đã ra trô hết rồi. Tài suy đoán của anh đâu? Biệt danh vua chứng khoán của anh đâu? Nếu như ngay lúc đó cô chịu chi ra một số tiền để giải dây thì hôm nay đâu xảy ra cớ sự. Thật tức tôi làm sao cho người vợ vô tâm. Phải mà, tôi vô tâm hay là anh kẻ bất tài vô dụng? Thời thế đã đổi thay, mình phải biết khôn ngoan. Tôi quá buồn lòng sao người chẳng cảm thông? Người ta chỉ nghĩ riêng mình mà chẳng nghĩ cho ai. Tôi phải thủ cho tôi chứ không thể làm người ngu dại. Anh dại thì một mình anh thôi, đủ rồi đừng có kéo thêm tôi. Cô thật quá nhẫn tâm. Anh nói ai vậy? Tôi nói cô khi thấy chồng mình sắp rơi vào hố thăm vậy mà cô nở khoanh tay chẳng hề xót thương cho kẻ xa cơ đang đợi chờ cô giúp chốn thương trường gây go. Chỉ một lần lỡ bước là tất cả vùi chôn trong đáy vực muôn. Sẽ về đâu hay như cánh chim trời không định hướng, tương lai đó nào ai hay biết được là chiến thắng vinh quang hay chiến bại phô phàng. Tại mình thôi chỉ là một kẻ bất tài, anh còn nói nữa để làm gì? Tôi chán lắm rồi, anh đừng than thở vô vơ. Chẳng có ai cảm thông tôi trong phút giây này, tôi khốn khổ vô cùng. Tôi muốn thép gạo cho thấu đến trời cao. Cả một cuộc đời gian nan vất vả là để cho anh, ai được hưởng giàu sang? Có phải là tôi đã sống cho em, cho người vợ mà có yêu thương nhất? Nhưng tôi đã thật sự vô cùng hối tiếc vì người ta có nghĩ đến mình đâu. Ôi có phải chăng vừa hai ta bất đồng tư tưởng nên đành chia xa mỗi đứa một con đường. Anh Toàn, anh suy nghĩ lại mình đi. Anh không còn là một anh Toàn phong lưu thuở trước. Hai tiếng thất bại đã làm cho anh thay đổi. Những lời nói dịu êm được đổi thay bằng quát nạt